hai bạn ơi, mình muốn cố thử đoán mật khẩu iPhone của hai bạn được không? Mình đang quay một cái video kiểu như là mình sẽ đến, sau đó mở điện thoại của người lạ rồi mình sẽ cố đoán mật khẩu của người ta. Điện thoại của bạn mật khẩu không? Có đúng không? Vừa mới không quay được thì... Các bạn ơi, mình nhớ các bạn một tí được không? Mình đang làm một cái video kiểu như là mình sẽ đến cố để mở khóa điện thoại iPhone của người lạ ấy. Và tức là mình sẽ mượn điện thoại của bạn, sau đó mình sẽ cố mở khóa điện thoại của bạn mặc dù mình không biết mật khẩu. Bạn muốn thử một tí không? Nhanh lắm, 2 phút thôi. Ok. Rồi nhá. Bây giờ mình sẽ có một trò như này là mình sẽ cố mở điện thoại của một người ra. Và các bạn có thể chọn ra người đấy. Mình sẽ không biết mật khẩu. Mình chưa từng gặp các bạn và mình sẽ cố mở điện thoại ra. Ok, ok. Rồi. Rồi bạn cho mình mở điện thoại nào. Khóa đúng không? Đúng rồi, khóa lại. Đương nhiên rồi. Mọi người nhìn nhá. Đây cái điện thoại. Mình sẽ lướt lên này để trong chứng minh cho mọi người thấy là ở đây có mật khẩu thật sự. Mình sẽ điền một cái dãy số vào. Đương nhiên là không được. Có ai đây mà biết mật khẩu của bạn này không? Không ai. Không ai biết đúng không? Thế trò chơi lại càng vui hơn. Ok, mình mở điện thoại bạn nhé. Rồi. Mình sẽ mở điện thoại lên này. Đây đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Vâng. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Hà. Mình tên là Tuân nhá. Rồi. Mình sẽ điền thử một cái mật khẩu bất kỳ vào đây để chứng minh rằng cái điện thoại của bạn hoàn toàn là mật khẩu. Và chắc hẳn nó không đúng rồi. Rồi. Được rồi, mình mở điện thoại một tí nhá. Mình sẽ mở lên như này này. Đây là mật khẩu của bạn, đúng không? Mình không biết mật khẩu là gì, mình sẽ điền bất kỳ một con số nào. Đương nhiên là sẽ không vào được. Và chắc chắn là bạn với mình đây là đầu tiên gặp nhau đúng không? Okay. Mình tên là Tuân. Bạn tên là gì? Mình tên là Soan. Soan, tên là gì? Thảo, ok rồi. Ví dụ mà không mở được. Thì ví dụ mở được thì sao nhỉ? Sao thôi ạ. Sao cũng được đúng không? Cho bạn cho anh luôn. Làm chơi không? Anh cho không luôn. Cần, anh cần. Trong người chứ trong điện thoại. Trong người đâu ạ? Em, anh đừng anh. Em. Nói gì đây? Một. Bốn. Rốt. Đúng không? Bảy. Ở đây không ai biết đúng không? Không ai biết ạ. Hai. Năm tám. Ở đây điện thoại của bạn. Thật á? Ôi. Chắc chắn là mình này, chắc chắn là mình không biết được mật khẩu đúng không? Đúng đúng không? nhìn mình. Bạn cho mình mượn tay được không? Một ngón tay. Một ngón thôi. Rồi xoay lại nhìn này. Ok, mà chắc chắn là mình đã vào được rồi đúng không? Vâng. Sao làm được em? Để mình đoán xem nào. Bạn là một người khá đơn giản đúng không? Đặt một cái mật khẩu có 4 chữ số. Mình thử điền số đầu tiên vào nhé. Ờ, cười, đúng đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Ba số, mình mượn tay của bạn được một ngón tay. Một ngón tay, rồi. Tiếp tục. Cho mình cảm nhận một tí là bạn thử đoán là tại sao mình có thể mở điện thoại bạn ra. Mà nhìn tay mình. Không, mình có nhìn đâu, mình quay mặt đi mà. Cảm ơn bạn nhá, cảm ơn hai bạn nhá. Ok, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn hai bạn nhiều. Tóc hả? Ok, mình với bạn đã từng gặp nhau rồi chưa? Mình muốn bạn giúp mình khẳng định trên camera. Tại vì rất nhiều người sau khi xem xong video này sẽ nói rằng mình có thể diễn, mình có thể làm này với mọi người. Hay là cầu diễn hay là cái gì đó. Nhưng mà mình muốn bạn khẳng định với mọi người trên camera là chắc chắn là đây là lần tiên chúng ta gặp nhau. Và đây là một bản biểu diễn thật sự. Mình đọc được mật khẩu thật sự chứ không phải là một cái... Mình với cả bạn là thật đây chưa từng gặp nhau.
Đây là sự ngẫu nhiên. Duyên trời sắp đặt. Chị đi lưu đâu ấy. Nên chị ở nhà, cần nấm nhà. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người.